Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Schannel và cụ thể là S-Game. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi một tựa game mang tên là Hungry Shark World. Các bạn đang thấy cái trailer của game, các bạn có thể thấy là đồ họa của nó tuyệt đẹp cũng như là nó có những con cá rất là to. Về các bạn thì tựa game này nó là game kiểu cá lớn nuốt cá bé thôi. Chúng ta sẽ đóng vào một con cá mập và đi đớp tất cả những cái con vật khác, có thể đớp cả người luôn, đớp cả chim luôn. Đấy, kinh vãi. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau chơi thử trò chơi Hungry Shark World. Wait for it, chúng ta đang loading. Ok, và đây là cái menu của trò chơi. Con cá này là con cá mình đang chơi đấy, mình mới mua cho nó một cái chảo. Cái chảo, chả hiểu sao cá mập lại cầm chảo làm gì. Ok, và đây là con cá của mình. Ở đây thì chúng ta sẽ có một số những cái giao diện để có thể customize được cá. Ví dụ như là mua thêm pet cho nó này, hay là trang bị thêm đồ đạc cho nó. Ví dụ như cá có thể cầm ô hay là cầm kéo mút, cầm quả dứa, các kiểu. Rồi lát nữa mình sẽ quay trở lại cái phần menu này sau, để cho các bạn không phải đợi lâu, thì chúng ta sẽ cùng nhau đớp luôn. Wow, và đây là cái con cá mập của mình, nó lao từ trên trời xuống và nó phi xuống biển. Đây, nhiệm vụ của chúng ta sẽ là điều khiển. Ở bên tay trái này sẽ là cái phần đi vòng vòng này. Còn khi mà chúng ta click ở bên tay phải thì sẽ là speed boost, giống kiểu nitro ấy. Đó, các bạn thấy không, đi nhanh hơn. Cái thế giới ở đây thì có rất là nhiều những con cá khác nhau, từ những cái con cá nhỏ nhỏ cho đến cái con rùa. Đâu rồi, đây con rùa đây. Con rùa này thì thực ra là hiện tại bây giờ mình chưa ăn được nó đấy. Khi mà cắn thử thì nó ghi vào là mình cần phải có con cá level S. Đấy, cá mờ thì mới ăn được cái con rùa đó. Thì cái cách mà ăn cá rất đơn giản thôi. Chúng ta sẽ không cần phải bấm nút đớp, mà cái con cá mập của chúng ta nó sẽ tự đớp. Việc của chúng ta sẽ là di chuyển đến gần cái con cá bé. Các bạn cần phải lưu ý là sử dụng cái phần boost này nhiều vào để có thể phóng được, đi nhanh hơn. Nhưng mà hiện tại bây giờ boost nó hết mất rồi. Ngoài cái việc là ăn mấy con cá nhỏ tí vớ vẩn này ra, chúng ta có thể ăn thịt người. Đây, người đây, kinh quá. Kinh quá, trời ơi. Các bạn có thể nghe thấy tiếng gào thét của những con người. Rất là thú vị. Cái trò chơi này rất là hay, đó là mình có thể ăn thịt người. Ôi, có cả một bà đang bơi. Rồi ôi, kinh quá. Mỗi một lần mà đang ăn được thịt người ấy, thì chúng ta sẽ được rất là nhiều điểm, tận 100 đến 200 điểm lận. Trong khi ăn mấy con cá vớ vẩn chỉ được có mấy chục thôi. Đây, ăn con rùa, con rùa bằng vàng này. Chúng ta ăn thì chúng ta sẽ được vàng đó, được cộng 8 vàng. Vàng thì sau này có thể sử dụng để mua đồ đạc. Ui, ở trò chơi này thì cá mập hoàn toàn có thể bay lên và đớp được chim. Ví dụ như là thế này, đấy, wow, đớp được cả người luôn. Thực ra là cái trò chơi này rất bạo lực. Mình khuyên là các bạn nào mà dưới 16 tuổi không nên chơi trò chơi này, tại vì là có rất là nhiều những cảnh cắn đứt đầu, đứt chân của người, rất là ghê, sợ lắm. Sang những cái level sau thì nó còn có cả là ví dụ như kiểu là phi lên, kiểu làm đắm thuyền, rồi là ăn thịt người trên thuyền cơ. Như các bạn có thấy ở phần trailer ấy, hiện tại thì mới chỉ có cá mập của mình mới có bé, cho nên là mới chỉ đi vòng vòng được như này thôi. Cũng thực ra là cá mập của mình hoàn toàn có thể bay lên bờ. Đây, lên bờ và ăn thịt cái bà này luôn nhá. Đấy, leo lên bờ luôn. Đấy, lên bờ luôn. Lên bờ. Tuy nhiên thì nếu mà mắc cạn ở trên bờ lâu quá thì rất có thể là sẽ bị chết dần. Đấy, các bạn có thể thấy là cái phần live nó tụt dần. Tôi chết rồi, phải quay lại biển thôi. Ăn tạm một chim, để chống đói. Các bạn có thấy là khi mà cái phần live này nó tụt về không thì chúng ta sẽ chết. Đó, thì nhiệm vụ chúng ta sẽ là luôn luôn ăn, luôn luôn đảm bảo cho con cá của chúng ta không bị đói. Ngoài ra thì cũng một việc nữa cùng cần phải làm, đó là đảm bảo cho con cá của chúng ta không bị những con cá khác nó ăn mất. Ví dụ như là đây, ví dụ như con này nó đang cắn mình, chết rồi, chạy thôi, đừng cắn tao. Đấy, cái trò chơi này cũng không hề đơn giản, chúng ta không hề bá đạo một chút nào cả, mà vì là mình còn bé cho nên là hoàn toàn có những con cá mập khác nó có thể ăn mình. Đó, thì sau khi mà chúng ta đã có thể tích tụ được đủ tiền cũng như kinh nghiệm rồi thì chúng ta có thể unlock được những con cá mập khác to hơn. Chết rồi, sắp chết rồi. Chết rồi. Cô nhục, chết rồi, mất rồi. Đó, thì nếu như mà khi mà bị đói, life nó tụt về không, mình sẽ chết. Đó, khi mà đi sâu xuống thì chúng ta thấy là có rất là nhiều những con cá kỳ dị. Đấy, cá nó to. Wow, trời ơi, con gì đây? Trời ơi, đây chắc là cá voi. Đấy, khi mà các bạn khi mà mình cắn thử thì nó ghi là mày cần phải có cá XXXL thì mới có thể ăn được cái con cá voi này. Về cơ bản là nó to này các bạn. Tuy nhiên thì cái con cá này nó khá là hiền, nó không làm gì mình cả. Mình cắn nó mà nó chỉ kiểu ngứa thôi, chắc là nó chỉ ngứa thôi chứ nó chả đau đâu. Thôi rồi, kệ nó đi, bao giờ mà mình có cá to thì mình sẽ quay lại ăn nó sau. Chắc là còn lâu mới ăn được nó. Đây, dưới đáy biển chúng ta sẽ có hẳn một con thuyền đắm rất là đẹp như thế này. Wow, trò chơi này đồ họa của nó thực sự là rất là đẹp, rất là 3D. Nãy giờ thì chưa thấy có cái cống xả thải nào. Tuy nhiên thì có được, mình có thấy ui đây là một đàn cá thu. Cá thu rất là nhiều con. Mình sẽ thử chui vào trong cái con thuyền này xem sao. Đây có con cua này. Đâu nhỉ? Cái đường vào đâu nhỉ? Đây, đường vào đây rồi. Ok. Mình như vậy là mình đã chui vào trong cái con thuyền. Nào để xem trong thuyền này có gì không. Wow, trong thuyền này cũng có cá. Cũng có cá. Ủa, trong này có những con cá nó cắn mình. Trời ơi, trời ơi, trời ơi. Cái gì đấy? Cái gì đấy? Trong này có cá, cá hổ à? Cá gì? Nói chung là cái con cá mồm to mà nó ăn thịt người ấy. Đấy, cái con cá đấy nó cắn chết mình rồi. Thôi rồi, chơi thế đủ rồi. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số những cái phần menu liên quan tới làm nào để mua được con cá mập to hơn hay là nâng cấp được cá mập. Ok, và đây là cái giao diện chúng ta có thể mua được những con cá khác nhau. Con cá này là con cá mình đang sử dụng này, trông nó như thế này. Đấy, thực ra con này nhìn mặt khá là ghét. Kiểu tân hớn ấy, kiểu hớn kinh khủng. Tiếp theo, con cá tiếp theo là những con này. Hiện tại thì mình đã có đủ tiền để mua được một con mới rồi. Mình đã có 4.000 tiền. Tuy nhiên thì mình mới mở được có con này này, con này này. Đây, ba con này là mình mới mở được. Còn lại thì có rất là nhiều những con đang được bị lock lại. Mình sẽ mua con... Ủa, con này mặt buồn cười quá. Con này đắt tiền hơn nhưng lại không đẹp bằng. Thôi mình sẽ mua con này. Con này mặt buồn cười mờ lờ. Oh, nhìn mặt nó buồn cười quá. Nó còn vỗ tay này các bạn. Mình sẽ chỉ cho các bạn những con cá to nhất của trò chơi này nó là con cá gì. Đây, con này nó không có răng. Nhìn nó buồn cười kinh khủng. Không có răng, con lưỡi rất là dài đấy. Con cá này là cái con cá chả biết gọi là cá mập quái gì mà lại kiểu như này. Nói chung là chắc là cũng hư cấu thôi nhưng mà con này nhìn buồn cười kinh khủng. Nói chung là con này thì không đáng yêu như lắm, nhìn hơi ghê. Là nếu mà mình có tiền thì mình sẽ mua cái con này. Con này là cái con nhìn buồn cười nhất, rất là cute, không có răng. Ngoài ra thì có thể mua rất là buồn cười của trò chơi này đó là cá mập nhưng mà lại cũng có đồ đạc. Đấy, ví dụ như là mình có thể equip cái đấy cái chảo này vào, là cá mập cầm chảo. Không hiểu sao cá mập cầm chảo là một cái quái gì vậy. Như vậy là mình đã vừa giới thiệu các bạn trò chơi mang tên là Hungry Shark World, một trò chơi có thể nói là cách chơi không quá mới lạ, tuy nhiên thì đồ họa cực kỳ đẹp và cái lối chơi cũng như là có một số những tính năng rất là hay ho. Các bạn hãy đào về và chơi thử game này thì hoàn toàn miễn phí mà thôi. Chúc các bạn vui vẻ và ăn ngon miệng với Hungry Shark World. Còn bây giờ xin tạm biệt và hẹn gặp lại.